Alo alo, xin chào tất cả anh em nha. Tiếp tục hành trình hôm nay là một em Yanma 4LM nè, nhỏ gọn nè. Yanma 4LM 48 mã lực nha. Hộp số chuyền 3 tua 50. Số 2 nồi nha. IP X10 nha. Máy đi trả giá rất là đẹp. Heo bén, bấm dầu rất là đẹp luôn. Đây nhập trực tiếp bên Nhật về Việt Nam, sao nước sơn trang vậy nha, chưa ba sơn có chút dặm gì hết. Nổ rất là chuẩn, hơi hám rất là khỏi suy nghĩ nha. Số chuyền này 3.50 nha. Bên trả đã dết. Có bãi hiện tại là có nhiều máy nữa. Hay nào biết chi tiết thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha để biết rõ thông tin hơn. Xin lỗi anh em xem